Thành đá sao á, Thành Thành Đô đá sao á, đừng dắt trên. Đứng sao á. Ăn theo 23 luôn. À, chưa tốt lắm. Giữ bóng lại từ từ thôi. Ra ra cánh nè, lấy banh một người nè. Nghẽ nghẽ rút lấy banh nè. Ê trời. Vào, rút cũng cũng vào. Hoàng Trung rồi. Đây. Ờ em. Đã tốt rồi đó. Nghĩa để ý để khi gàng có bao bóng nhớ về để phơ để lấy banh. Rất tốt Hoàng Trung. Chắc banh. Góc rộng đó banh xuất luôn. Rất đẹp. Sút bu lê rất đẹp của Văn Bình. Lâm Nhân Bình. Từ quả ném biên của Nghĩa Đức bạn ơi, thực hiện cú bu lê chuẩn xác vào góc hẹp nhỏ phải của Công Thành. Gắn kết rồi đó, đã tốt rồi đó. Hàng để số 10. Làm banh, làm banh. Châu Khương. Ăn giặt rồi lấy banh nè. Đã gần thôi, gần thôi, gần thôi. Phối hợp nhỏ thôi, phối hợp nhỏ thôi. Thật sự thoáng hả Duyên? Ăn đó, tốt đó. Ông An có thể hình không cao nhưng lại bắt những bằng cái những cái đánh đầu. Theo luôn, theo luôn. Một người chặn lại, đúng rồi. Cắt luôn. Từ từ, nâng lên từ từ. Chạy thoáng cho nó chuyền banh nè. Giữa đúng rồi. Rất đẹp, Văn Trung, Quang Trung sút rất đẹp cho vừa rồi. Bóng dò vào mép dưới của Công Thành lăn thẳng vào bóng vào lưới luôn rồi. Bốn quả. Hay rồi đó, anh em đã hay rồi đó. Khăng khít rồi đó. Đó, dạt đúng rồi. Rất tốt Thanh. Hoàng Trung. Hết bàn rồi. Thủ môn về tay thủ môn đâu bạn. Rất tốt Nghĩa Đức. Mạnh mới được Thanh Vô Thần. Căng vô đúng rồi, một người thôi, một người thôi. Đó, thấy lọt cảnh không? Giữ bóng lại, đó, An lên nè, hỗ trợ. Đó, thoáng nè, thằng An thoáng nè, đúng rồi, An thoáng nè. Tay rồi. Tay ơi. Rồi. Không sao, ông tay che rồi, ông tay không thấy rồi, ra theo thôi, một người. Một người bên kia, một người bên kia. Nó đưa về đó. Một người bên đây.
Rất tốt, thủ môn có sự tập trung. Chơi đi rồi. Ra lấy bóng nè.